Ông quên cho. Bà ông mẹ bà ca mình to cái chấm ca này thì xăm là ca nâng phát đỏ là vị trí ca chuyên từ cổng bị ca phía cái đây lục nôn chí đang bày mình to ca tăng thân hồ đánh đào chấm buộc xạ xây rung đi. Xong group lúc bà thiên xa dịch thầm ấy, khiêm nâng một tò, xong nô bọc em cao bị bực mình. Hay nâng xong dùm riêng xu lúc khám phán xa dịch thầm ấy. Lúc khám phán, áo khiêm hào lúc khám phán rư lúc phán văn. Chúc lâu cá phán văn bà. Lúc phán văn khiêm xu bần tò tự tiết. Bị bực mình xung quanh bàn bẹt đá bàn tay mình ọ xung nu mà lấy xung quanh rầm lực sai gì thay mấy nếu xung nu bọc em bực mình nếu không tu được xa rồi bỏ lục nếu lịch xa sai sắp khiêm một nâng khiêm an tu sửa tiếng anh này khiêm nâng sum chun tam sum lục thiên an nhạt ao yộc tu sửa chấm nôn phẩm pel đại khiêm bầm long su bực mình này chun tàu xạ say ba ông chúng an nhạt vấn đề sum lục đo nơi tạ thiên nhàn ai cả xa ni mui phong tu sửa tiếng ní miền lệch tu sửa đôi tòa tử lệch tu sửa sồn sồn lệch tu sửa lệch pí lệch tu sửa lệch bay lệch tu sửa lệch bay mà đang tiết phần này này ở phần này khóc nia lệch tu sửa lệch đập lệch tu sửa mà lệch mà phải pí nâng lệch tu sửa lệch sam sập bay tạo thành nhà này cái giá cứ lấy để prau prau này không nông rương lục mới chú ý bác qua micro thần lục lấy ai cái giá lấy y bảy lư đập mũi cao sấp bầm môi anh tu sửa lấy sam sấp bấy lấy bấy lư đập mũi cao bầm nên tu sửa lấy mà phê pi ai sửa lấy bấy đập mũi lấy cao buồn nên tu sửa lấy đập ai cái xa lệ ở bay lơ đập mũi bảy sáu trăm bốn nhưng tu xa lệ bay tu xa ai cái xa lệ ở bay lơ đập mũi cao sáu bay nhưng tu xa lệ bay đài ai cái xa lệ ở bay đập mũi cao sáu pi nhưng tu xa lệ pi ai cái xa lệ ở bấy lư đập mũi cao mùi tu xa lệ sồn sồn ông bạn nhà mình thấy là bà ta là cá tu lại cái sai chỉ cái đáp vì lâu mình chụp ví cả vì cái đấy lâu dọc chun sợ xây bình đất khiêm ai su lục sạ xây bàn thế bên đây lục sạ xây ai chơi bàn thế khơi ai già khiêm đi hỏi
Mẹ tử vi đã mẹ tử rô là cách ca, đâm nà ca anh tiếp thi lúc ai chắc phải đang mùi mà đong. Mùi ná đây lúc miền bầm nông nông ca riêng chồng thùm nua suốt anh đau xã xấy xong lúc prap đớ. Đâm bầy miền đã biếp riêng rồi. Phùm rồi xin lọc tí đào bê gọt mơ thang bầm bớt hay đào bê xuống mình đang xuống mùi ná tí phù. Mình miền chỉ ca nghe nông ca chong chăm nâng dù bàn nông tí. Khem chang su room to lưu sạch say, people appearing to mrung nung bab bot nay agasani. Men men su na at the nay no krong agasani te, su room ku ampi bab bot and nung to mrung. Do people make him man baham tik manta da sa like baganat, do mean singa rup ni. Agent tow, do mean sa say sa kmai kmai te lai yang tow, agent tow. An anki mrung nung bab bot. Tổng phẩm bẩn đối với kia. Anh chơi mà. Lô xã xây bàn khơi nhạy xa năng hái. Nhưng ai xua bàn thế? Xua bàn mà. Nhưng trong nhóm xua thả lô bàn bọ prai tu sa nó trong là dễ pil bầm màn khai rì rì bầm màn chín năm thưa các anh ông nhóm thứ cả bọ sa nó môn đại nông pính hay là còi đại nông pính bàn mà dạ lấy nhóm bạc làn là hồn. Thầy cởi bình đẳng mốc bong sợi nhóm quần nạp to là hồn. Nghe xong bây giờ bình đẳng là. Lúc ai này dây bị chú bác loa mùi thà dạy bình bảo hát mình thà bảo hát dạy bình mạng khai bình mạng chân nằm. Và hai là Pich Nam bạn. À cũng. Chẳng trong coi một phút. Nị càng nghi ra bỏ lúc. Bỏ bài tù xa ní. Pil trong coi một phút bỏ lúc. Nó pil nà. Chẳng nằm nà. Trong chẳng nằm bà chết. Chết chô chất vào môi bạn. Bọn tòa bí nụ tiết nè nà bọn xây bọn lúc chẳng hay gò nè nà đè thua cả bọn tòa bí lúc bọn xây bọn nhóm là bọn chẳng nó không ai kia xa tiếng bọn bẩn đi để khiêm bọn bọn xú bì ứng bạp bọt nâng tùm rung rồi bọn ai kia xa ní lúc bọn hai chi mặt bàn thua kích ca nâng tì lúc bà sân chia lúc mình bàn thứ anh đang xong lúc xoay thà hoạt động hoạt động và quân môn nâng bong xoay lúc một căn ca bằng to bị lúc nếu thưa bỏ bài cái sản đi pil đại lúc thưa rẻ pi năm nâng tùm rung này cả bọ prae ai tu được xa tăng phẩm man nắng miền tùm rung biết chăng thế rồi có khó nặng tùm rung đôi khi này bạn là biệt là bọ cái là biệt đôi khi này bạn bà địch này kiếm xua thả tu được xa bị lơ máu miền lệch miền ấy chẳng máu nây ắt bọt bọt tu xa nắng máu cho ngày khai nâng đại chmu mà nước đại nhà hãy chăm lo chun bằng nôn bằng khiu ấy chẳng tâu bàn tay khẳng cao nắng ngọ
lâu ai xa lúc mưa hỡi khơi hỡi khẳng cầm năng mình đặt tê là khmai tê là hay à say than rồi bọc khmai tê là năng miền kia sò khmai năng sò là tăng bị đam mà mình thường chân đấy như cao sẽ mai lúc cả sao mai nâng tây lá ăn miên thì bạn miên để mua hay cho ngày khai mua anh nâng chỉ thoa mà đai chẳng bạn vì theo tầm miên bỏ được chưa tu được xa trong phẩm pel đã khiêm bằng hai lục ở lần ní lục từ tu score thật tu xa nâng chỉ tu xa bất prakat đại miên nếu không đồng bằng mà rồi pram đại phe mà thà lười thế nhóm chưa thà bật bạc cọt và bởi tàng chụp bạc đá mà bởi bật bạc cọt tàng tùm rung sở xê được à tần này khlâm xa là biếp biếp là bọp cho nó nâng ấy về tùm rung ở chăng bà bần tên và khó thông tê la bởi mình đã lưu đây cho nó nâng bà khiếm xu thà lúc tờ tù school mà đọc ngay ní đây bằng hai nhau tờ la ca ní lúc thà tùm rung nâng bạc bọt nâng lúc tờ tù school cho chung phu bị khmai tên là hay nâng mẹ say than tăng ngọt nâng lúc tụi tôi xóa đại thế than nâng tâm trâu tự rưu ọt thông chơi đồng nàng thật rồi nhá Merci, Monsieur le Président. Plusieurs choses à propos de cette ligne de questions de la défense. Tout d'abord, ce matin, avant l'interruption, le témoin a dit très clairement que ce télégramme, il en confirmait l'authenticité sur la base du format d'apparence de la personne. Deuxièmement, le débat sur la question de savoir s'il y a Téla ou pas, je crois que la défense essaie d'induire le témoin en erreur. Lorsque nous avons présenté un certain nombre de ces documents, En fait, nous avons toujours bien expliqué qu'il s'agissait de documents qui étaient envoyés au centre par le secteur 105, en tout cas c'est ce que le témoin a confirmé. Alors, là où la défense peut induire le témoin en erreur, c'est qu'effectivement, ce que les versions que nous avons ne sont pas les versions qui ont été trouvées dans le secteur 105. Ce n'est pas les versions qui ont été envoyées. Ce sont les versions de télégrammes qui ont été réceptionnées au centre. Et tout le monde le sait bien, un télégramme est envoyé et le processus a été expliqué, en tout cas au secteur 105. Il y avait soit une dactylographie, puis il y avait une retranscription, un décollage, etc. Donc il n'est pas étonnant que certains télégrammes qui sont montrés aujourd'hui, s'agissant de documents reçus au centre, ne présentaient pas exactement les mêmes caractéristiques que les télégrammes qui eux-mêmes étaient envoyés. De même que les copies qui apparaissent là, qui sont dactylographiées, qui ont pu être dactylographiées sur certains papiers, portant des en-têtes, comme Téla, ne sont pas les papiers qui étaient à l'origine utilisés par le secteur 105 pour l'envoi de télégrammes. Donc il faudrait tout de même que la défense éclaire le témoin là-dessus sur le fait qu'il s'agit bien de télégrammes qui ont été trouvés ici à Phnom Penh, à la réception et non pas à leur envoi au secteur 105. Merci, Monsieur le Président. ឯកសារនេះកំពុងតែប្រើនៅមុខតុលាការឥឡូវនេះហើយបើលោកព្រះញាថាទេលោកអត់ទទួលស្គាល់ទេឯកសារទាំងអស់នេះដែលផ្ញើពីតំបន់105មកមជ្ឈិមឬមកវិញមន្ទីរ870មិនមែនជាផ្លូវការឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងសុំឲ្យសម័យខ្លួន
đã từ tour score lên đấy mình chia ở chỗ bắt thật ta từ tour score ai cả xa năng rưu mình từ tour score men rưu mình men bằng mình men tha mình men thế là năng kiếm chụp xu hay bà bị nhà thà tê anh đi về chỉ pleo cá miết tục chỉ pleo cá thì đó bằng chân miền nay thà pleo cá bỏ mai cả hóm cầm chỉ chụp tay chụp mũi năng tê là thua cá chụp mũi kia anh chạy tới lục mê tử vĩ bánh hạ ai cả xa đại lục đạ mô cứ chia tu rửa xa đấy cái tật tuôn nơi Phnom Penh vay riêng chom tới chi ở xó nơi ai Phnom Penh chồng này ai quạt ní quạt vô đấng ông pi ai cả xa đàm cả vay ông tu rửa lịch nơi ai đồng bọn mở rồi pram chẳng ai cả xa ní bởi sân bà lục miên bòm non xuống cứ quạt bay xuống nẹ đại phơ ca nghĩa khang ta tu rửa lịch nơi ai Phnom Penh vì miền hết phao chẳng mấy ban chia vì chẳng chẳng nô chẳng này quát ban chơi rồi hơi ông pi tùm rung cứ vì xong trop nâng ở vây để quát riêng để quát ăn ở vọt và sân bà lục do chong do ai cả xa đây là miền ca vẹp quan đằng xua quát lục ra tay xua quát thà nơi Phnom Penh những quát phơ ca nơi này từ tu rửa xa pi nằm bon mà rồi pram rư giang nà vì pru bà sân chia xa nâng quát từ tu nữ ai mà rồi pram hay ông long pi quạt thưa ca nâng ban thừa quạt đấng ông pi pành há và phết ai cả xa nâng vía cả láng giang đôi mà đây ai prà prà ai cả xa nâng cả đa vì nam ơ vía mình khâu ấy pi nơi khăn ông tận ông rương nơi ca quạt trá nơi khăn ông tận ông rương xây tiết nơi khăn ông tận ông rương sôn sôn muối vì dâu ai cả xa sẽ điên thì nó vô từ quạt trá quạt đầy đi nông rương muối tiết bàn tay dương còn đã bị vô lốt thá ai cả xa ní và sân bật lộ miền ca pon pon xuống cứ gọp bay xuống nẹ đá thua ca nợ Phnom Penh vì vụ nẹ đá tùa bỏ ra miền ní cứ nợ Phnom Penh tê mình mến nữ ái mở rồi pram tê bật lộ miền xa đại phía nhau tư mở rồi pram lược một vẹp pon là nâng tùm đông chỉ ai xuống đánh việp xuống gọt ban khiêm chăng bình chạy bì cô lùm nong để kiếm su từ xã xây như là chìm riêng lưu của thiên thà chẳng hãy bàn gì kiếm su từ xã xây thà lúc đài khơi ai cả xa là biếp nì tế nì rì dạ bêl nông ai cả xa nì chìa rì dạ bêl mùi đài lúc nâng lúc xã xây gót bàn chanh phót hời nó sau bóng xây gót đài vai bì mòi pram mập rùm bình hay lúc mình lúc xã xây bàn thà bàn thà thua ai xa ni lúc từ tour score hay ban khi mà xuống bản tham tham bản tour score cho lịch các bạn ni hay năng khai tin lại từng ao năng giang mạch hay mình còn lúc từ tour score tại tầm rồng tê lúc từ miền tây bắc tập ở yul còn từ tour score tầm rồng tê là biết từ xe chân chân nâng cứ tầm rồng cái prapra là tầm mai nông mền bản tại ai xa ni cứ vì trồng sai đấy đại nè từ tour cọt ra lệ tu tu là lệ nhé, đấy, trong xe cái nơi Phnom Penh như này thì từ xưa nè đại đa ông xe nó mày đấng, vì tôi từ tục xưa xã xây ná đấy, còn trên nè cầm cầm khám lại tu là xã ở Phnom Penh mà từ xong trom, lục ai xưa tầm nô xây tiết bàn hơi tầm nô ní cơ chi mình ai chỉ bèn quan đang xã xây để ai chơi đằng lừa pa nhà xã nam nơi lừa ai cả xã đại lục mình bấm nong xưa không bàn tì sum akun nơi nơi cao bình dương bà lục thiên khi mà bắt ta sum nu mùi thời tiết sáng tai cướp tu lệ sa tu lệ bị khang làm ban mồi pram ban pra xuất sáng tai miên chấm long chun bằng nun ta lục yul tế đại lục thọp bỏ prai ai cả xa thọp bay tu xa bị chấm nóng vô tha ắt từ nay chấm long chun hay nâng nâu hàng lơ nấy chun chun tên này na chẳng tới hay đặc khổ chấm long chun nâng miền này khóc nấy chẳng mạch
ំអត់យល់ទេបាទព្រោះអ្នកបកសារទូលេខនៅនៅតំបន់ហ្នឹងដឹងតែបកបញ្ជូនឲ្យអ្នកវាយអង់គ្លេសលេខតែប៉ុណ្្នឹងបាទឯងចម្លងជូនអ្នកណាអ្នកខាងគេទទួលខាងនេះគេចម្លងជូនខាងណាខ្ញុំមិនបានដឹងទេអរគុណលោកខំលោកខំផាន់លោកពេលដែលលោកបើកឡានជូនដឹកលោកស្រីអៀងធរិទ្ធហើយរឿងមួយទៀតពេលដែលលោកធ្វើការនៅប20រយៈពេលយូរដែរលោកបានស្គាល់អ្នកធំអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនដូចជាប៉ុលពតនួនជាអៀងសេរីខៀវសំផនអីទាំងហ៊ូយុនហ៊ុននឹមអីទាំងអស់បើតាមលោកបាននិយាយជំរាបតុលាការឲ្យរួចហើយនោះក្នុងនោះខ្ញុំសួរថាតើលោកស្គាល់នួនជាច្បាស់លាស់ទេស្គាល់បាទលោកបានធ្លាប់និយាយអីជាមួយគាត់និយាយលេងឬនិយាយការងារអីជាមួយគាត់ផ្ទាល់ទេធ្លាប់បាទលោកស្គាល់ខ្ញុំសួរលោកថាលោកនួនជាជាមនុស្សមានចរិតយ៉ាងម៉េចជាមនុស្សមានចរិតខូខើកាចសាហាវមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវគ្មានឧត្តមគតិបំរើជាតិឬក៏ជាមនុស្សស្លូតត្រង់ធ្វើអ្វីដោយមានការពិចារណារកខុសរកត្រូវមានឧត្តមគតិសម្រាប់ជាតិខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ក្រោយដែលវៀតណាមចូលស្រុករត់មកនៅព្រៃដូចខ្ញុំជម្រាបអសយដ្ឋានដំបូងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមលោកឆ្លើយនឹងចម្លើយខ្ញុំខ្ញុំសួរថាតើគាត់ជាមនុស្សមានចរិតកិរិយាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងឆ្លើយសួរសំណួរម្ដងទៀតបាទអរគុណណាស់បាទខ្ញុំនឹងយ៉ាងសួរម្ដងទៀតលោកមិញបានឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថាលោកបានស្គាល់លោកនួនជាច្បាស់លាស់បាននិយាយជាផ្លូវការឬនិយាយលេងជាមួយគាត់ញឹកញាប់ខ្ញុំសួរថាតើលោកស្គាល់លោកនួនជាក្នុងឋានៈជាមនុស្សធម៌ក្រុមមកគបគាត់ហើយប៉ុន្តែលោកមានចរិតលោកឋានៈដឹកនាំតើលោកមានចរិតខូខើកាចសាហាវដាក់គុកមនុស្សដោយគ្មានខុសដឹងខុសដឹងត្រូវឬក៏ជាមនុស្សស្លូតត្រង់ឬមនុស្សដែលមានចរិតល្អមានឧត្តមគតិល្អធ្វើអ្វីមានយុត្តិធម៌និងស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិដូចជាអ្នកដឹកនាំដតីចឹងដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញខ្ញុំស្គាល់គាត់ក្រោយពីរត់ចូលព្រៃតស៊ូពី79មកដល់97បាទប៉ុន្តែចរិតគាត់ដូចលោកមេធាវីសួរហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ពីយមន័យជាតិរបស់គាត់តើគាត់កំណត់ជាតិហ្នឹងជាខ្មែរដែលនិយាយភាសាខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកដែលនិយាយភាសាខ្មែរជាតិខ្មែរនៅឬគាត់កំណត់ជាតិតែក្រុមគាត់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យគាត់ដឹងប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះកន្លងមកតាមខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ប្រឡូកក្នុងចលនាហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ស្នេហាជាតិទេអ្នកគាត់ស្នេហាបុគ្គលតែក្រុមគាត់តាមគណិតរបស់គាត់ណាខុសគណិតរបស់គាត់ថាក្បត់ហើយគាត់ចេះតែប្រើថាជាតិប្រជាជនជាតិប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ឆ្ងល់សូមចែកជូនតឡាការប៉ុណ្ណឹងអរគុណពីព្រឹកមិញលោកបានឆ្លើយទៅ
sa hạ mê tử vi khiếm thà bêl yôn chôl nú bêl nú chmô sà rôn căn âm nà hai miên bắt mà nú căn tài tràn lăng tràn lăng tràn lăng su thà ta lục đăng tê thà mà nú bắt tràn ta lục đăng chấp ba rư lư kì bì nẹ đà tê prát thà bắt khluôn tràn nú ta bắt đòi slap đòi phê khluôn tư cả lãnh đòi tê sinh tiết rư bắt đòi đòi biếm ná bà tam lục đăng chấp bạc loa xong lục xạ xây mê ta chìm điệp tù là ca rư ở vây đại lục đăng bật bật cót lục rư cò lục ban khơi đọc tọt này chụp phụ sụp nguồn nó cứ thả nhóm đăng và thế ọt khơi bật bật cót thầy chẳng toàn thà hết ấy bạn đăng đăng được ra xua xua cái thầy hà một thứ cá bạn ở liền của nó tạm mơ kì xe xùm lè kì bà bịa chẳng mật phẹn nó kì bà kì xùm lè cho bà đây nhẹ mi nhẹ nụ tông bị chạy bằng năng là bà chẳng lúc lưu thà bắt khuôn nó kì xùm lạp ấy nó kì lưu tam kì bạp chẳng ná xua kì bà em lưu nó bạt mền ọt khơi. Pil đài lúc ban chlai chun chum po chào krom pi mơ sơ tha lúc nôn chia ban phía tu rô sa oi a pok lúc chim mùi nâng kham phun mộc rin mật thơ sắc xa ka sắc xa nâng phnom penh lúc mật đo phnom penh a pok lúc chim mùi nâng kham phun ko slap khiếm xua thả ta lục đăng tế tu được xa đại lục nôn chi nhà mò phục lục nâng lục ban được tu to đáy rư cò nên ai được tu được luôn bên lúc bong em còn nhà thư ca và bong em còn nhà được tu được. À, con lúc ban khơi tu được xa năng thế ắt khơi tê vậy bà lúc mình ban khơi tu được xa tê lúc này gì năng này phiêu rồi còn này gì đòi chẳng mạch không cầm nứt chẳng mạch ăn priu thế bạn, vô phục nhóm pram tha, bong tì pi hao một thứ ca, ở điệp cho văn sẽ dùn hoa mà vô, thà rằng nhóm miền tu này tí điệp chom về văn chẳng thấu, rồi quạt này nó cũng ở đặt cặp lương đã ấy mau, thà là vẫn đang hay, tại lão dùn hoa khi mà vô đâu. Pil đây là phục lục, ta lắng quạt màu phun pin. Lực đồng bốn, quật màu mà nè ai như đứa con màu thì mùi nè nà. Nhóm trăm ọt ban đi bà. Nếu khả năng ca sống phía rồi bỏ lúc thì mùi chạc rõm sớm cách khả năng ai kia xa lệch ơ bay lơ hà sắp rõm bay y o ấn khả mai xôn mà phay bay xôn mà phay bay cao rõm bún xam sắp rõm bẩl ổng lê xôn mà phay prám xôn bạch rõm bún hay bà răng xôn mà phay bẩm bay bạch rõm bún đọc prám. Khi nâng lúc
trong kia nâng lúc bàn chlai chìm riêp tàu cho con sớm cắt thà. Krau pì nì nôn chìa bàn thơ xa ông lì lệch. Trầm trâu đây nâng bị nâng xa ông lì lệch rì có tù lệch. Một ai thân nạc đầm bón đôi chìa ta sổ phía. Sẽ mà chức đầm bón tù tù kháng dù thiê rì bà thiên dù thiê đầm bón. Rư ở bốc rồi bọc hiếm, nâng nẹp xem tiết từ riêng sốt nơi phần bình. Ở bốc rồi bọc hiếm, nâng ta khám phún, ăn lụ nằm bón, trâu xâm lập tại mà đoàn, nếu biết đại hào tư riêng sốt lưu cơ rồi. Hiếm trọng ní, hiếm trọng mình chết thà. Lúc ban mình chết tha bên một phần bình nó đòi miền tù xa rồi bỏ. Lúc nguồn chia bốc lúc ta lăng nắng chứ môi nâng ta khám phun hay chứ môi nâng lúc xa xây phút tố nâng mẹ tiết nó không ảnh xa bản tọp nâng mẹ tiết chứ đăng chứ ổng rẹ rồi bỏ hạ bốc bỏ lúc xa xây một chứ môi lúc chứ xong mình chết xa thì mấy tha bên nâng xong ở lúc cháu bật lại tam lúc chạm cho bà lo lúc ở bốc rồi bỏ lúc khám phun một mà này ai có miền màu chỉ mùi khám phun rồi có miền khía đôi chìa bộ đôi chìa xạ xây nâng chìa đàm khi ông bà chạy hai là màu khía buôn nạ miền ông khám phun bốc giống mà nâng nhìa xa qua mẹ bọt xuống đường mẹ đăng thế bà. Chẳng biết đây là ta nôn chia thôi lịch khách ai tu xa ai bốc lục một nắng cứ là một trong bốn nét mình men một ta lăng mình ai thế hình chẳng ấy nhưng chẳng mà chuyện trong năng ở chỗ bạc xong lục bẩn lực khơi nhàng mách play xong lục mình chuyện ở chỗ bạc lại năng bà ở tại bốn nhà anh thế bà một tay nông xa tu lấy những thòm đá cả mà bị bà lấy kia tập pin nhà thế nên nhà xa nó pin nhà thế chứ tu xa đại lục nôn chiếp nhà từ ao ở bốc lục núng lúc ban bị chết vì muốn làm bông thả lúc mình ban được túi lấy mình ban khơi tì phần tai pi là một chiều mùi bốc lúc cứ lúc ban một chiều mùi chẳng su thả nét nát để tu được xa đại ta nuôi chia phe từ nó tôi nhớ phải chạy vào lục cho cắm ấy thà bong nhóm nhẹ từ tua là bạn thì phải chạy mà đòn ấy dừng này chỉ thòm đá đôi khi nhóm mà thà thì ba ở dùm miếng thòm đá khẳng lư hao nó kiểu đại chúa nia xa tê kiểu hao từ mê pi nhẹ tê và tem máu nó mọc nia buồn nhẹ chẳng phải chạy ở cho ba chẳng khi ông ăn miên sầm nuôi tỏ được thiệt tế lục thiên sầm ở cồn hay ở cồn lục khám phán nè bà cồn ta chỉ một tao âm nhạc thầm chun từ rồng bị cá bị cái đây lục chưa sầm phòn mà
Bà xong mà con lục bà thiên. Xong cổ rộp bà xa chân hình mẹ. Xong xua đấy. Lục hàn ván. Nhóm cung xong ấn chứ mê thư vi rộp bỏ lục hiếu xong phón. Nhóm miên xong nua mùa chùm nuôn xong rạp lục. Nếu bên đi. Em khuyên tha bê bê lía. Của chất đỏ đáy bằng tay. Nhóm bà chìa bằng to xong nua nơi bê rồi. Thằng ấy sẽ ai tiết. Bà xong chìa bằng ai chọc nơi bên đi. Đồ bố nhóm xong xua lộ tiệm tôn từ nâng lộ khiêu xong phó này lộ bàn trả lại rồi hai thà lộ thọp xóa con nhóm chẳng xua thà ta lộ xóa chỉ lực tì mùi lực tầm bố nâng bên nạ đáy nhóm khơi nhóm xóa qua tăng viên đâu bò mà phê nhóm tôi tội như này bạn lục trăm chín năm thế cái lòng chín năm phần mãn nhóm trăm chín năm ở bàn đấy và vừa thì chặt chín năm với xu vừa thà lúc mê TV trong ba xu ôm luôn anh của cho ba đây và bà sầm ở cún nhóm nơi tin nick nhóm xu lục hay sầm ở lục chuối xả cá chơi nơi sầm đồ bọc nhóm bà dân chia lục miền trong ngõ lấy sinh tiết lục đầu tiên họ ta sẽ đặt mình chụp lục ảnh xuống nhóm bàn á, và nhóm ảnh xuống lục tham tiết tha bên lúc nông thân nạ lục chiều vậy đã nở bên đời lục score lục khiêu sầm phòn đồng bồn á, nhóm nó cũng ma lại bạn nó tôi ở lúc của mình nằm đáy bên nâng chăm ở dụng ở bàn đấy nhóm dịch và lúc đang tha lúc khiêu xong phòn miền mộng như chị ấy tết được bên nâng ọt đăng thế và đăng là tha hao thì ôm như vậy tăng vị mình trong miền nhật nam này nom ở lục squal lục hiệu dòng phong tế rừng mùi cỏ vị trí rừng chạy đòn nam muối sông lục chơi bị chẹt cái lạt thì sạ để nom ở lục squal lục hiệu dòng phong là thì xã cả nó phục với mọi màu riêng nông cầu với bạn màu riêng nơi ná nó càng cầu lúc ai bình chị ở chứ bạn thế nó bò mà phây để bạn chỉ biết hoàng lưu lục riêng là vậy đấy về nắng riêng là so phong riêng bỏ xa ông lý lên như vậy lục riêng phía xa khăm ái rồi mới phía xa vậy riêng phía xa khăm ái cho bạn nhà bỏ xa ông cái lệ nâng lục sầm đai lừa vậy đấy bỏ ai cái xa để nhà tam xa tu lệ như vậy tam bị chụp tạ tông lục chạm than nhận na chỉ nhận phương tiện lục tên được bền nắng được nhóm anh chụp việc chu hàng lư được ngay bạn viên cả cho nó mình sim bạn một sim cho nó tăng nhóm chạm lịch
Tại mình đã quan tâm đến những gì thế. Chăm ăn thì mình nhẹ nữa bạn. Ba sao mà cún. Tiệt tôn từ nâng mình ti co đọc bằng bờ. Lúc ấy bên chợ ban tới tha mình ti co đọc bằng bờ nó chỉ ở vậy đấy. Chúng nói nói cái ham mình ti nia xa cả. Thì tu tao cái đang tham ti nia xa co đọc bằng bờ liền. Lúc thua ca nơi cái lấy nâng phẩm màn chân nằm đấy. Chắp đi chân nằm ná, đòi chân nằm ná bởi ai bị chạy bàn. Hay lúc thua có đầm phân một rồi prám nó có đầm phân nằm phân bình là hình trong thua bị chạy bàn. Bộ nhóm nào có đầm phân một rồi prám và bà sum ơn khun khim chong sua co 17105 nơ 100 tbon 105 ba nơ 105 គេ hamti tbon nơ គេ កលែង tbon មក ថា រៀប ដូច យើង ឥឡូវ វា ដូច នៅ កលែង ខេត្ត ថ្មី ហ្នឹង រៀប ចំ កលែង ទី ខេត្ត គេ ថា ឥឡូវ បាទ lúc ấy bệnh chạy vì rách chân nào xong bọn có đọc bằng bệnh nâng rồi bàm nóng bàn thế. Chúng chăm bán ổn thế vô cả nâng hiếm nóng mình bị cho cho chúng chăm bởi phía khá rách chân nào xong bọn ổn dùl vì cái riêng chăm này bà. Lúc ai bình chạy bị bê lùi lìa bị chân nằm rồi có khai đại lục chôn tới tầm bốn hay nâng bê đại lục chênh mà bên chốc thuốc cả nơi có đọc bằng bờ rồi có chốc nơi có đọc bằng bờ nâng lúc ai bình chạy bán tế. Có đọc bằng bờ nâng điệp chăm môn đạch nông pinh phải là chìa mà chân nằm mà điệp chăm cái lãnh khai này. Là hốt, nhóm đâu là hốt đó đó là bụng nhóm thật. Bà chân miền này thà lộn nơi tí nốt bì chân nam chất sập buôn rồi hốt đó chất sập rằm bì ta nhóm dễ dàng trông trái tế. Ba trăm trâu và tung phần nâng. Ba lời đọc bê lơ xâm ra hay ở con lục bê tử bí. Và đọc về xâm ra hơi. Và cái xâm ra ca xâm ra ca xâm ra ngày này đọc về xâm ra hơi. Xong chơi luôn mấy chú ý. Thank you, Mr. President. I will be very, very brief. Just about some of the local tiến, nhóm này dây là clay đấy, đại sao phê về đi. Nhóm còn đã trong chùm riêng, chùm ong chùm ong chùm riêng. Ngày này chỉ ngày trong cõi hai đặc nhóm châu rùm rồi tí ni. Nhóm châu luôn ở bộ nó cứ hai dịp năm muốn.
And as a lawyer, I simply want to stress that I feel that this tribunal can do more to promote the rule of law in Cambodia today, and it can do more to promote the accountability for the courts of anyone, regardless of their position. And it can do more to stress the importance of the independence of the courts in Cambodia. I believe that should be part of the legacy that the ECCC leaves behind. I think it is in your hands, in the hands of the trial chamber. I think it is not too late to start. I thank you. The prosecution, so far, my colleagues from the defense, and the prosecution, so far, my colleagues from the defense, ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអង្គជំនុំជម្រះនិងភាគីទាំងអស់សូមទុំជ័យលោកមេធាវីនៅមុខតំណែងដើមរដ្ឋបាលនេះបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេដែលធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះនៅទីនេះហើយជាការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបែបស្រាលប៉ុន្តែវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ គេឈ្មោះរបស់អង្គជំនុំជម្រះនេះដែរសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនអង្គជំនុំនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកបន្តធ្វើដោយថ្លែងអ្វីទៀតទេលោកចាស់ប្រពើកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលត្រូវសម្រាប់ហើយអង្គជំនុំបកកាសផ្អាកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសម្ដែងការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសុក្រទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2007 ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកតើសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំនះនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តស្ដាប់សក្តិកម្មសាក់សីផានវ៉ាន់ហៅខំផាន់ដែលនឹងសួរដេញដោលដោយក្រមវិទ្យាការពីក្តីនិងផ្ដើមស្ដាប់សក្តិកម្មសាក់សីដែលមានហៅសំនៀម TC65ដែលនឹងផ្ដើមសួរដេញដោលដោយតំណាងសាធារណៈមុនភាគីឯទៀតនៅរឿងក្តីសូមភាគីនិងសាធារណជនជ្រាបលោកផានវ៉ាន់ការស្ដាប់សក្តិកម្មរបស់លោកនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ អង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់បក្ខីកម្មរបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកមកបន្តដល់បក្ខីកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃ14ខែធ្នូឆ្នាំ2012ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយមន្ត្រីមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីក៏សូមអញ្ជើញចូលរួមដូចគ្នានៅក្នុងឡុងពេលនៃដំណើរការស្ដាប់បក្ខីកម្មសាក់សីរូបនេះ មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនរោត្តមរួចជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គភាពកម្ពុជាសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីរូបនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងគាត់ថ្នាក់នៅហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់តុលាការនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង9បាទមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីសូមអញ្ជើញចូលរួមដូចគ្នានឹងពេលវេលាដែលសាក់សីត្រូវបានតុលាការហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំ
đại lai lục yên trí ở nông thôn cốt một nơi trầm một túc không khuôn đại nơi bị cầm sạ sạp cá ní đại điệp chòm nợ vợ co sọt tu sầm rạp quạt ai châu rùm nước tam đan cây chầm đà cá sầm đà cá bị chầm ngài sầm rạp cho sôm cầu chờ